Xin chào các bạn. Tao đào sao táo chua. Xin chào các bạn. Có bao nhiêu cây này anh? Bao nhiêu cây mà được nhiều táo chua này? Hơn 100 cây táo chua. Anh vườn anh ở đâu đấy? Vườn đây ở Đồng Cốc. Đồng Cốc á? Ôi thôi chỗ này đấy. Được bán được mấy mẻ rồi anh? Được mấy mẻ táo chua rồi? À vâng. Mỗi mẻ đều thế này à? Ừ. Ăn số lượng. Táo chua. Chắc phải lấy cho nó tầm 2 số táo mới được. Thế là chia nhau à? Đào có lấy không? Lấy thì lấy đào của nó cũng được. Có đào để xem cân xuống. Phải chia cho cửa bên nữa. Không tính nó điện trước rồi. À thế à? Thế tóm lại là phải cùng nhau chứ mỗi người một tí hả? Vâng, đấy táo đầu vụ các bạn ạ. Cái việc mà mua bán táo mình đây là các cửa buôn hiệu điện cho và phải chia cho nhau này. Cái vụ táo chua của anh này là anh phải chia cho hai nhà. Đấy còn đây là táo xuân này các bạn này, xuân vàng này. Ở kia là đào vàng này. Đây, quả đào vàng thì nó đẹp không? Đây đào à? Đào xong hái xanh thế? Sai quá, xanh quá. Cái này tầm cái này phải tầm 10 tầm 7. Không. Không. Em thử xem, hỏng rồi. Đấy, hỏng rồi. Hái xanh thì hái hai lần. Đào này hái xanh quá đấy. Còn vụ đào vàng nó phải chín vàng như này các bạn nhìn này. Đây là quả đào vàng nhé. Còn không biết trong miền Nam có phải táo má hồng không thì các bạn nếu biết các bạn comment cho mình giúp nhé. Đây. Rất nhiều các bạn cũng comment cũng điện cho mình hỏi là đây có phải táo má hồng à, hỏi anh có giống táo má hồng hay không. Mình cũng chưa biết là có phải má hồng hay không nhưng mà thấy nó hồng hồng này các bạn nhìn này. Đó. Quả của nó đây. Quả của anh này là anh ấy hái còn hơi xanh xanh một chút này. Xanh quá. Nó yeah. Giống kiểu khác mà. Này hái mạnh tay quá. Không cái này nó phải mạnh tay hết lớp này lớp sau. Hết lớp này đi. Đúng rồi. Sang nhà mình nhiều ấy. Xem nào. Cái quả bên trong này có vừa vàng không nhá. Đây. Đây. So với cái lớp đào vàng. Đào vàng đây các bạn này. Đào vàng đây là loại 1 này các bạn này. Quả cũng rất to nhé. Đây. Đào vàng. Đào vàng quả to. Đấy nó bự lên thì rất to luôn. Đấy còn nó phải to gần bằng quả nhỡ của quả xuân đấy. Đấy. Màu nó rất là đẹp. Đấy. Thơm lắm. Thế là cả vườn mình là bao nhiêu cây hả anh? Nghìn cây mấy loại? À. Nghìn cây táo. Đủ loại thập. Cây này là hơi nồm này. Nhưng đào như này nó mới thơm này nhỉ? Đây, mời các bạn thử. Test luôn nhé. Đừng hai xốp này làm gì được một tạ. Gần một tạ thôi. Táo chua. Đây so với quả táo đào vàng các bạn nhìn này. Nó khác hẳn nhau. Đấy táo thì xuân hôm nay là 30 các bạn ạ. Đào vàng này cũng hai mấy rồi. Nhà táo chua thì nó rẻ hơn một chút nhưng nó đầy quả nhé. Nó nhiều quả. 90 cân này. Táo này thì chấm một canh nó chua các bạn ạ. Táo chua mà. Đây táo này táo cũng còn rốt hơn. Còn táo kia là táo ngọt. Đấy. Các loại táo. Chua hôm nay là được mười mấy Sơn? Ờ. À thế à? À hàng này. Không giả giá. Giá của người bán chứ không phải giá của người mua. Để bán có táo bán cũng thích thế các bạn ạ. Đây gọt ra mời các bạn luôn nhé. Bà gọt cho con quả này này. Đấy, tiện tay bà gọt này. Đấy, quả táo vàng này ngon không? Gọt vỏ không cần gọt đâu. Không cứ gọt vỏ. Đấy, để mời các bạn test thử nhìn nó kia. Nó vàng nó thơm nó nhìn nó đẹp lắm. Ngon lắm.
nhìn rất ngon nhé. Táo táo lồng ngạn. So với cả cái mức độ quả chín và quả xanh của nó, quả chín nó căng hơn rất nhiều này. Còn quả xanh xanh của nó như này cũng là đã được rồi. Tức là mình gọi là tùng tứ ương ương ấy. Đấy, còn phía bên này các bạn nhìn thấy quả nó bự không? Xuân cũng 30k hết rồi. Đây. Mua mỗi hôm được vài xốp không đáng kể bao nhiêu. Đây. Đây. Các bạn nhìn nhé, nhìn quả táo đào gọt vỏ xong có đẹp không? Quá là ok luôn đúng không? Mời các bạn xem nhé. Táo này nếu mà tầm chín tầm này mới là ngon này. Để so với cả mức độ quả nó xanh xanh hơn thì không ăn thua nhỉ. Nhưng quả này thì nó thơm và ngon lắm. Ừ. Đổ hết. À không một giây. Mời các bạn. Đấy. Bán được một nửa thôi, một nửa lại phải cho nhà khác chia nhau. Mời các bạn. Nó thơm các bạn, quả này nó thơm lắm. Nếu mà bạn nào mà nhìn quả táo mà không ứa nước miếng mình không tin đúng không? Rất là ngon. Nó thơm, cái vị của nó đặc trưng mùi táo, nó giống như thế này. Tóm lại là đủ loại táo đúng không? Đấy, có nhiều đất các bạn nhé. Có nhiều đất giống như anh này, hái táo, trồng táo chua, táo đào vàng, táo xuân, táo Đài Loan. Các loại táo thì hái quanh vụ luôn này. À. Bán thầu gọi là tẹt ga các bạn ạ. Thầu gọi kích kim đấy. Đây, so quả táo chua với cả táo này nó như kiểu quả ông quả con ấy các bạn nhìn này. Này. Táo chua cũng mỗi cây 1 triệu là đạt, rất là đạt rồi. 300 cây 300 triệu đúng không? Đây quả các bạn nhìn này. Đấy, có khi cái hạt cái này bằng quả này ấy. Đây. Đó. Năm nay lũ vàng nó. Đấy. Táo nào cũng mua, giá nào tiền nào ra đấy, nhưng mà giá cao nhất cũng là 30.000 rồi. Còn này mười mấy. Táo này trên tôi. Gần đấy được phải gần 20 tấn. Chắc được 4-5 tấn. Năm ngoái anh được bao nhiêu tấn? Gần 20 tấn táo à? Và đấy, năm trước anh được hơn 20 tấn táo. Số lượng rất là ok không các bạn? Đó. Toàn để ngân hàng. Toàn tiền không có tiền toàn để ngân hàng đấy phải không anh? Lại làm nhiều đúng không? Làm 1.000 cây táo vẫn chưa đủ. Đấy, làm 1.000 cây táo giờ lại chia đi bán các bạn ạ. Chia nhau nhé, mỗi người đấy không phải là ấy đâu mà không có táo mua nên là cứ chia theo kiểu người gọi cửa cân các thứ đấy. Thì cũng rất nhiều cửa cân, đấy cả chỗ cửa nhà mình đây các anh chị bảo mua nhưng thực ra chưa có táo mua nên mình cũng chưa muốn mua. Em một vài bữa rộ nữa thì cũng sẽ mua các bạn ạ. Đó. Đấy, còn thì các loại táo nào cũng mua từ đầu vụ đến cuối vụ các bạn nhé. Táo này ăn chấm muối ớt rất ok này. Táo đào vàng chấm muối ớt cũng được này, nhưng táo này thì không cần chấm muối ớt này. Giòn ngọt rất cực kỳ tuyệt vời này. Để xong đến táo Đài Loan chín nữa. Tầm tháng nữa thì táo Đài Loan sẽ rộ. Táo này thì khoảng tầm 20 ngày nữa các bạn nhé. Đó thì cập nhật các bạn tình hình mua bán táo của bà con anh em chúng em như thế nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Hàng này là 13.000 một cân táo chua. 13-14.